Thu Hiền TV. Đừng ra cái lá viện đấy. Chúng ta một lũ ma quỷ thôi. Mau chạy đi. Trò cũ rích. Xin chào, tôi là giáo viên mới của các em. Tôi tên Kiều Trinh. Làm gì có giáo viên làm như cô? Đúng rồi, làm gì có giáo viên làm như cô? Vậy bây giờ các em được thấy rồi đấy. Biết điều thì ngoan ngoan ngồi xuống nghe giảng cho tôi. Các cậu làm gì vậy? Mau đứng dậy hết cho tôi. Đứng lên. Nếu em thích có thể ra ngoài. Được lắm, cô chờ đây. Cô Trinh, cô mau chạy đi. Hoàn cùng băng nhóm Long Bình Phong đang tìm cô đấy. Đại ca, đây là phí bảo kê tháng này ạ. Được. Thế còn chuyện của lớp em? Cậu yên tâm, tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học. Hay. Ta ở đâu? Ta ở đây. Cậu giỏi nhờ. Em sao rồi? Tôi cho cậu một ngày để học sinh của tôi ngoan trở lại. Ok chị. Tạm biệt và cố gắng nha. Học sinh ngoan, quay về lớp học đi em. Học sinh ngoan, nó đi em. Học sinh ngoan, nó đi em. Đại ca, em nó đi vệ sinh mà. Ui giời, nó bảo đi em. Cô Trinh, em học mà. Cùng thả cho em đi ạ, cùng nhá. Được, trẻ con, đúng là dễ dạy. Không nên ngoan vậy sao? Cả lớp để hết điện thoại lên đây. Các em chưa phải đúng, các em vẫn được dùng mà. Trong kỳ thi sắp tới, nếu các em đạt top 3 thì các em cũng sẽ được dùng như các lớp khác. Này, chúng mình có thể đạt được top 3 sao? Cạnh chứ. Xem đây. Wow, tuyệt đây. Đừng chơi lại những trò cũ rích này nữa. Em cũng sáng tạo quá nhở. Những người khác còn không tự ra hả? Nếu các em không tuân thủ thì giao kèo giữa chúng ta hủy. Cô không phải chỉ là top 3 thôi sao? Bọn em sẽ thi cho cô xem. How are you? I'm fine. Okay. Có người báo các em trộm đề thi, gian lận trong thi cử. Tôi tuyên bố hủy toàn bộ kết quả của lớp. Thầy nói gì ạ? Lớp đứng biết gian lận trong thi cử còn giống học sinh sao? Thầy giám thị, tôi tin tưởng học sinh lớp tôi. Còn tôi thì không. Mình hiểu chắc, không ai gian lận chứ. Cậu thì tôi có ý gì? Không cậu thì là ai ăn cắp đề thi nữa? Cậu muốn đánh nhau à? Muốn đánh nhau à? Sao? Cậu đừng có đổ tội tôi nhá. Cậu chỉ là gian lận đề thi. Cậu đừng lại hết cho tôi. Lớp vô kỷ luật này, kỷ luật cả lớp. Sợ đâu à? Quay không ra. Kỷ luật.
Kỷ luật thì kỷ luật thôi. Lớp này lúc nào cũng là lợn bét, lúc nào cũng là những học sinh hư, thì tốt thì lại là gian lận à? Đời, đời chơi công điểm. Im lặng cho thôi. Các em có biết vì sao các em bị gán tội gian lận không? Tôi đã từng nói với các em rồi, bất kể là ở trong trường hay ngoài xã hội, đầu tiên là phải khiến cho bản thân có giá trị hơn thì người khác mới coi trọng các em được. Nếu các em không chứng minh được thì chỉ có thể bị coi thường. Bạn học sinh, có thể cho tôi xem ba lô của bạn được không? Em xin lỗi, chính em là người trộm đèn. Em xin lỗi thầy. Các em làm gì? Thầy, mình thích khôi phục kết quả của toàn lớp. Cô Trinh, cảm ơn cô đã tin vào em ạ. Cảm ơn cô ạ. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Còn đúng cái này, ôi trời ơi là rồi, cả sáng giờ ế ẩm quá đi mất. Ú là la, thần tài tới. Ôi trời, làm cái gì đây? Đi không anh dài, vừa đi vừa được ôm. Xe ôm á? Ôi, ơ kìa. Cảm ơn chú em nha. Sao anh ta lại cảm ơn vậy? Hả? À, mình bị cướp. Đứng lại. Ôi làm nước rồi. Cướp. Lấy cái gì mà đuổi theo bây giờ? Đúng lúc này, một cậu bé lướt ván trượt ngang qua. Hưng bèn nảy ra một ý nghĩ. Khoan đã. Chú là ai hả? Cho chú mượn một tí nha. Trả cháu đây. Dừng lại, trả xe cho tôi. Dừng lại mau. Ui giời. Đứng lại mau. Ây du. Thế là mất chén cơm rồi. Sau này mình biết sống sao đây? Anh gì ơi. Hả? Anh có thấy tên nào mặc áo hổ vằn, mặt toàn sẹo, ôm một cái vali chạy qua đây không? Áo hổ vằn, mặt sẹo, vali. Tôi biết. Hắn vừa cướp xe của tôi xong mà. Thôi đúng rồi, hắn vừa giật cái vali tiền của tôi rồi chạy mất rồi. Trời ơi là rồi. Không được, không thể để mất trắng thế này được. Hay chúng ta hợp tác đi tìm hắn đi. Bỏ đi anh, giờ biết hắn ta ở đâu mà tìm. Không tìm thì làm sao biết được, biết đâu chúng ta lại may mắn. Đi thì đi. Thành phố cao thật đấy. Nhưng mà đây là đâu nhỉ? Hình như mình lạc đường mất rồi. Đúng lúc này, tên cướp chạy xe tới. Cô gái nhìn thấy bèn lao ra chặn đường hắn. Ôi trời. Cô, cô làm gì thế? Đi xe à? Anh là xe ôm cần gì? Thôi chết. Cô xuống đi, hôm nay tôi không chở khách. Wow. Có đi không? Đi chứ. Get go. Hưng và Hải đang chán nản thì bất ngờ thấy tên cướp chở một cô gái phóng qua. Ngựa chiến của tôi kìa. Cái vali của tôi. Đuổi theo. Chính là chỗ này. May mà có anh, không thì tôi không biết đi bộ đến bao giờ. Cô cầm đi. Hả? Ba lô của tôi anh ơi. Tên kia, đứng lại. Đừng có chạy, đứng lại. Bye bye. Tình khôn. Ôi da. Tức thật đây, tí nữa thì bắt được hắn rồi. Giờ phải làm sao đây? Cho tôi mượn điện thoại đi. Trong ba lô của tôi có điện thoại. Trong điện thoại lại có định vị. Xe làm sao thế nhỉ? Để xem nào.
rồi còn đâu. Đồng không mong quạnh thế này thì kiếm đâu ra xăng mà đổ bây giờ. Xui thật. 15 phút sau. Dắt bộ nãy giờ mệt quá. Nghỉ lát đã. Anh gì ơi, mua nước không anh? Bao nhiêu tiền đây? À, cho tôi một chai. Tiền của cô đây. Ui da, sao tự dưng đau bụng thế này? Mình phải đi vệ sinh gấp. Cho chừa cái tội cướp giật nhé. Tình hình thế nào? Thành công rồi. Trời ạ, này ra cửa bước chân trái hay sao mà xui chủ đường. Bắt được rồi nha. Để lên. Đi, lần này tao cho ngươi lên đồn uống nước chè nhé. Ôi, nhẹ nhẹ thôi anh. Cái mông mềm nó nở hoa mất. Đáng đời. Lời mê quá, đi nhanh. Để chạm tới thành công trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua một quá trình dài nỗ lực chăm chỉ. Chẳng có con đường tắt nào dành cho những kẻ lười biếng cả. Nếu có chăng thì đó chỉ là con đường tắt mãi mãi không có ánh sáng mà thôi. Ui da, mới sáng ra mà xui thế không biết. Ui dồi ôi, mày thế, em không bị làm sao, làm chị hết hồn. Mình cũng phải kiểm tra xe lại mới được. Rồi ạ, bà đi đứng kiểu gì đây hả, bà nhìn đi. Tôi xin lỗi, cậu cứ bình tĩnh đã. Không bình tĩnh gì cả, đền tiền cho tôi đi. Hiện tại tôi không đem đôi tiền mặt. Hay cậu cho tôi số điện thoại rồi tôi trả sau được không? Không. Vậy cậu theo tôi về nhà, tôi lấy tiền trả cho cậu. Được, bà dẫn đường đi. Đến nơi rồi. Cậu theo tôi vào đây, tôi sẽ lấy tiền trả cho cậu. Vừa bước vào cổng, Hải hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Bà chủ. Thôi toan rồi. Cậu đi lấy tiền, đưa thanh niên này giúp tôi. Vâng ạ. 5 phút sau. Tiền đây thưa bà chủ. Ừ. Tại sao phải đưa tiền cho cậu ta vậy ạ? Tôi không may va phải cậu ta nên bị bắt đền. Em hiểu rồi. Cầm lấy. Dạ, dạ. Cho em xin một tờ là được rồi ạ. Em xin phép, em về ạ. Trang. Anh biết mấy giờ rồi không mà giờ mới tới? Kìa em, nghe anh giải thích đã. Trên đường đến đây anh gặp 3 tên cướp. Anh đã chiến đấu với bọn chúng một hồi lâu mới bắt lại được. Chính vì giúp người nên anh mới đến muộn mà. Cho anh xin lỗi nha. Thôi được rồi, anh nhớ mai qua gặp mẹ em đấy. Thật hả? Vâng. Vậy mẹ em có thích cái gì không để anh mua? Anh đừng lo, cứ bình thường là được ạ. Ừ, anh biết rồi. Ngày hôm sau. Vào đi anh. Mẹ ơi, đây là anh Hải, người yêu con ạ. Người yêu à con? Vâng, thưa mẹ. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Người yêu của con bị làm sao ạ? Sao cứ che mặt đi vậy? Anh làm sao đấy, bỏ xuống. Chào chào bác ạ. Là cậu. Cậu về đi, căn nhà này không chào đón cậu. Có chuyện gì vậy mẹ? Con người của cậu ta không biết tôn trọng người lớn, lại còn ăn nói thô lỗ. Chắc hiểu lầm thôi mẹ, anh Hải không phải là người như vậy đâu ạ. Kìa anh, nói gì đi chứ. Bác ơi, cháu biết lỗi của mình rồi, cháu xin lỗi bác. Cháu vẫn còn trẻ người non dạ, bác tha thứ cho cháu với ạ. Tiễn khách. Cháu xin lỗi bác. Tha thứ cho cháu đi mà. Bác ơi. Mẹ tha thứ cho anh ấy đi ạ. Không là không. Ok mẹ. Anh Hải. Trang. Trang bất ngờ xuất hiện khiến Hải rất vui mừng. Chợt nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng cậu lại trùng xuống. Thấy vậy Trang rất lo lắng.
sao vậy? Anh không sao. Mà em ra đây làm gì vậy? Thì ra để gặp anh mà. Thôi em về đi, không mẹ giận đấy. Không, em không về đâu. Cô chủ, về nhà thôi. Tôi đã nói tôi không về mà. Thôi em, xin mạn phép. Nhìn người con gái mình yêu bị ép buộc rời đi, Hải bất lực đứng chết chân tại chỗ mà không thể làm gì được. Mẹ ơi, tha thứ cho anh Hải đi mà mẹ. Mẹ, cho anh Hải một cơ hội đi mẹ. Đi mẹ. Con xin mẹ đây. Mẹ cho anh Hải thêm một cơ hội nữa đi. Cho bọn con quen nhau đi mẹ. Đi mà mẹ. Con xin mẹ đây mẹ ơi. Thôi được rồi. Thật à mẹ? Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Ok mẹ. Alo. Tụi này đang giữ người yêu của chú em. Nếu muốn cứu người thì hãy đến địa chỉ mà tôi gửi đây. Anh Hải ơi, cứu em. Cứu em. Alo, alo. Trang. Cứu em. Đứng lại. Các anh, mau thả cô ấy ra. Con này không thả đi. Sao nào? Cứu em ơi. Im. Dừng lại. Các anh không được làm hại cô ấy. Dạ. Lại còn anh hùng cứu mỹ nhân rồi đây. Quýnh mạnh vào. Anh Hải, nhìn cho rõ vào. Trên, thả cô ấy ra. Thấy người yêu mình đang gặp nguy hiểm, như có một sức mạnh nào đó, Hải đẩy tên người xấu ra, rồi lập tức lao về phía Trang để giải cứu cho cô ấy. Tránh ra. Em có sao không? Em không sao. Cẩn thận. Dừng lại. Đúng lúc này, mẹ của Trang cùng vệ sĩ xuất hiện. Bà chủ. Hai cậu làm tốt lắm. Bác, chuyện này là sao ạ? Thực ra tôi muốn thử lòng cậu thôi. Và cậu đã làm rất tốt. Thật à? Anh còn ngay ra đó làm gì? Cởi trói cho em đi. Tôi đã thấy được tấm lòng chân thành của cậu dành cho con gái tôi. Vì thế tôi đồng ý cho hai đứa quen nhau. Con cảm ơn mẹ. Hãy chăm sóc tốt cho con bé đấy. Dạ vâng ạ. Anh vui quá. Chúng ta về thôi ạ. Tình yêu chân thành như món quà mà cuộc sống đã ban tặng để tô điểm thêm hương sắc ngọt ngào cho trái tim mỗi người. Hạnh phúc đơn giản là tìm đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi tới cuối con đường. 1, 2, 3, 4. Yeah! Wow! Chào hai cậu nha. Cậu đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Bố mẹ tớ mua quần áo Tết cho tớ đấy. Thật á? Uầy, đồng hồ đẹp thế. Mẹ tớ mới mua cho đấy. Xịn không? Quá xịn. Thôi, tớ đi về sắm đồ với bố mẹ đây. Anh, chẳng biết bao giờ bố mẹ mới mua quần áo mới cho bọn mình nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa. Alo, bố ạ. Bao giờ bố mẹ về quê ăn Tết vậy? Có khi Tết này bố mẹ không về đâu. Dạ vâng ạ. Biết được tin bố mẹ không thể về quê ăn Tết khiến hai anh em Trang và Dũng rất buồn. Có đồ ăn rồi đây. Hôm nay ông làm món mà hai đứa thích đây. Bọn cháu không ăn đâu ạ. Nay mặt trời mọc đằng Tây à. Thôi hai đứa ăn đi. Bố mẹ làm gì trên thành phố mà bận thế anh nhỉ? Chắc đợt này bố mẹ nhiều việc quá đây. Lúc này cả hai cùng nhìn về phía con lợn đất ở trong tủ, rồi nhìn nhau cười tinh ranh. Sáng hôm sau. Gì thế này? Lần này lớn chuyện thật rồi. Lần đầu được bước chân lên thành phố, cả hai anh em trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh. Anh ơi, thành phố đẹp quá. Em thấy anh nói đúng không? Bố mẹ mình trên này oách lắm đấy. Anh ơi nhìn này,
phố, nhà đẹp, xe cũng đẹp. Ai cho phép cậu lên gần ô tô của tôi hả? Cậu, anh ơi. Trang ơi, cứu anh. Ở làng nước ơi, có người bắt nạt con nít. Ai nói linh tinh gì đây? Chạy thôi. Đứng lại. Anh ơi, người thành phố lạ nha. Ừ. Đột nhiên, Dũng nghi hoặc nhìn về phía trước. Hả? Kia chẳng phải là bố mẹ sao? Đi nào. Bố, mẹ. Hai đứa. Bố mẹ ở thành phố phải làm vất vả thế này sao ạ? Bọn con cứ tưởng. Mà hai đứa lên đây không sợ sao? Bố mẹ yên tâm, có con bảo vệ cho em mà. Thôi, cả nhà mình về nào. Vào đây đi các con. Hai đứa vào đây. Nhìn quanh căn phòng, hai anh em không khỏi xót xa trước hoàn cảnh sống vất vả của bố mẹ trên thành phố. Bố mẹ ở căn nhà bé thế này sao? Chỉ cần anh em con được đầy đủ, bố mẹ thế nào cũng được. Mì tôm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Con xin. À, bố mẹ không ăn à? Bố mẹ no rồi, các con ăn đi. Ôi. Bố, cả nhà mình cùng ăn đi ạ. Ừ, con già yêu của bố, ăn đi nào. Ui dồi. Mẹ ăn đi ạ. Mì ngon lắm, con cũng ăn đi này. Chờ đã. Ông ơi, còn thiếu một chút nữa là mình đủ tiền về quê rồi đấy. Thôi, vợ chồng mình cố gắng thêm chút nữa nha, để còn kịp về trước Tết. Vâng. Anh ơi. Cứ thế này thì bố mẹ chẳng đủ tiền về quê ăn Tết mất. À, anh còn cầm tiền hôm trước chúng mình đập lợn không? Có. Đi theo em. Vậy là hai anh em đã sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để đầu tư bán hàng, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Anh lấy cái này. Cảm ơn anh. Ai mua hàng đi. Bán anh mấy cái kẹo. Dạ, cảm ơn anh. Cứ thế, giỏ kẹo trong tay Trang vơi dần đi. Số tiền hai anh em kiếm được mỗi lúc một nhiều. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Hết rồi anh ơi. Có đứa em gái, thật đáng đồng tiền bát gạo. Đương nhiên rồi, mình đi thôi anh. Bố mẹ ơi, chúng con kiếm đủ tiền rồi, mình đi quê thôi ạ. Vậy hả, các con giỏi quá. Cả nhà mình về quê thôi. Chào các bác nha. Đi nào. Sao giờ này chúng nó còn chưa về gì? Bố. Các con đã về rồi đấy à? Bố ơi. Ông ơi, bọn con mang quà để cho ông này. Thôi, các con ngồi xuống đây đã. Nào, ông lì xì cho hai đứa nhé. Cháu xin ông. Các con ăn bánh đi, Tết năm nay cả nhà mình đông vui rồi. Cuộc đời của mỗi chúng ta đã từng đi nhiều chuyến xe, nhưng chuyến xe đặc biệt nhất có lẽ là chuyến xe trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. Vì thế, hãy tạm gác lại những âu lo của cuộc sống để trở về sum vầy trong bữa cơm đoàn viên ngày cuối năm. Bởi về nhà đón Tết, gia đình là trên hết. Bà lại xem tóc tóc rồi. Ý. Con trời đánh kia. Bà cứ bình tĩnh đã. Đứng lại. Ôi trời ơi, tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như này. Good job. Bà chỉ làm một lần duy nhất. My back, my neck, my back, 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 my back
làm cờ nhiếp. Các cháu like và subscribe ủng hộ kênh bà nha. La la si la la la. Yêu quái đen. Các cháu ơi, lại đây quay cờ nhiếp siêu to khổng lồ với bà nào. Nhanh lên nào các cháu. Cô Tấm chung xương cá, còn được bóng cho Gucci, Gabbana. Thế thì cháu quay cờ nhiếp cho bà cháu được cái gì hả? Con chó có đuôi, con người có ý thức, có bao giờ chúng mày chơi cách xê à? Các cháu vào vị trí cho bà. 5, 6, 7 và 8. Ôi dồi ôi, mệt ba cá đầu. Các cháu nhớ like, follow và chia sẻ để bà có thêm động lực ra nhiều video nữa nha. Mua. Bà ơi. Ơi. Chúng ta có hiện tại, cháu dành cả thanh xuân để quay tấp tấp cùng bà, mà bà nở quỳnh tiền cách xe của bọn cháu à? Chúng ta dành cả thanh xuân để né mặt nhau ư? Dù sau này chúng ta không thể quay tóp tóp cùng nhau, nhưng bà cũng đừng quên rằng chúng ta đã mất hết tình cảm vì quay tóp tóp không trả tiền. Thanh xuân như một tách trà, sống mà không nỡ phí bà thanh xuân. Mẹ của hai đứa kìa. Nani. Bà đi nha. Bà cảm ơn các cháu nha. Ở xóm mình có bà già rất là kệch cấm. Ai? Ai cơ? Bà là người âm phủ, ngày ngủ đêm bay hay sao mà. Là bà của cái Linh ấy. Trang điểm thì loè loẹt, ăn mặc thì lú lăng, ứng à ứng eo. Eo ơi, đúng là trẻ không chơi, già đố đốn mà. Chúng ta không thể để mất danh hiệu xóm thanh niên được. Úi giời, danh hiệu xóm thanh lịch. Ờ, phải khai trừ bà ơi. Đúng, chúng ta phải khai trừ, khai trừ, khai trừ, khai trừ, khai trừ. Nhìn sang trái, sang trái. Con trai bà ấy kia kìa, 36 kế, chuột là thương sát. Ôi dồi ôi, bà ơi, đợi tôi với. Mẹ. Tức quá đi mất. Mẹ, mẹ ra đây con có chuyện. Dừng khoảng chừng là 5 giây, tao đang quay cờ nhiếp vợ. Một giây cũng không được, rất là mất thời gian nha. Cái thằng này. Đây đây, làm gì mà làm mình làm máy lên thế hả? Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Nhớ chia sẻ cho bà nhé các cháu ơi. Không thể chấp nhận được, mẹ đang làm cái gì vậy hả? Mẹ có biết ngoài kia hàng xóm người ta đang bàn tán gì về mẹ không hả mẹ? Đang yên đang lành, mẹ lại muốn đeo mo vào mặt con hả mẹ? Ui dồi ôi. Ờ, nhưng mà mẹ... Đồng hết cả đâu. Con xin mẹ đây, từ nay mẹ đừng có chơi tóp tóp nữa. Ờ... Khi mình quá thích tóp tóp rồi, phải làm sao, phải làm sao? Vài ngày sau... Quay cờ nhiếp, quay cờ nhiếp. Thật hả? Đồng chí Linh lên đồ. Bà già Gucci chào các cháu nha. Xem nào 1 triệu tim. Bà nổi tiếng rồi Linh ơi. Yeah. Một tuần sau. Ôi dồi ôi, con trai của mẹ. Tu ơi, con làm sao thế này? Mẹ, mẹ ơi. Ôi dồi ôi, mẹ ơi là mẹ. Sư cha mày, tao đã chết đâu mà mày tế tao lên như thế. Mày muốn tao xin lỗi mày mới vừa lòng à? Con xin lỗi mẹ, con đã khiến mẹ phải chịu khổ nhiều rồi mẹ ơi. Mày nhìn thẳng vào mắt mẹ xem, tao đã bao giờ được sướng hả con? Kìa, mẹ ơi. Lại cái gì nữa hả mày?
Mẹ vào thu xếp hành lý, con đưa mẹ đi Dubai gấp. Cái gì? Dubai á? Wow. Dubai, sao đâu quay top top thì hết nước chấm. Mẹ mơ à? Giờ đây mà mẹ vẫn nghĩ sang Dubai quay top top à? Chẳng đây, chỉ có nước đi ăn xin thôi, còn phá sản rồi. Cái gì? Tao mà cũng phải đi ăn xin á? Con chỉ nói một lần thôi, mẹ nghe cho kỹ nha. Con bị lừa mất 2 tỷ, bây giờ người ta đang đến siết nhà kia kìa. Mẹ ơi đi thôi. Bỏ tao ra. Ôi trời, tưởng gì có 2 tỷ mà xoắn hết cả lên. Tí nữa tao cho mày một ít tiền lẻ của tao là được chứ gì. Mẹ nói gì cơ? 1. Nói dối. 2. Là nói dối nhiều lần. Đây là biểu hiện của sự lương lẹo. Mẹ nói đi. À, mẹ mày mà mày không tin thì mày tin ai hả? Con tiền thật này. Ủa, đúng là tiền thật mẹ à? À rồi, đâu là không phải mơ. Mẹ lấy đâu ra lắm tiền thế hả? Mẹ mày quay top top, được các cháu nó donate cho. Mấy con sư tử nghe đâu vài chục tỷ thôi. Cái gì cơ? Nhìn mẹ như tắc kè hoa thế này mà cũng được donate lên tiền chục tỷ cơ. Đúng là chúng nó điên à. Cái thằng rồi đánh này, mày còn dè biểu tao à? Lại còn cấm tao chơi top top nữa đây. Ui, thôi 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 thôi, mẹ đừng khóc nữa. Con xin lỗi mẹ, con không nên cấm đoán mẹ, con sai rồi. Thế là từ giờ mày không cấm mẹ quay top top nữa đúng không? Yeah, Linh ơi, bà cháu mình đi quay top top thôi. Một thời gian sau. Con mời mẹ. Idol của cháu, cho cháu xin chữ ký mẹ. Bà ơi, chụp ảnh với chúng cháu đi. Bà ơi, cho chúng tôi quay top top với. Bà ơi, để chúng cháu với. Nổi tiếng làm gì cho khổ thế này à. Cô ăn nhiều vào ạ. Con cũng ăn đi. Điện thoại của mình. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Phải đi xem thế nào. Alo em nghe. Dạ dạ. Ngày mai à? Vâng em biết rồi. Con bé nói chuyện với ai vậy nhỉ? Bố. May quá, bố không để ý. Dạo này trông nghi lắm. Hay là nó đang yêu đương? Nhẹ thôi. Không biết bố đã đi ngủ chưa nữa. Đói quá, có gì ăn không nhỉ? Bố. Con đi đâu mà muộn giờ mới về? Đã ăn gì chưa? Dạ, con ăn rồi ạ. Con xin phép lên phòng trước. Muộn rồi mà sao nó còn chưa đi ngủ nhỉ? Hiền. Ngày mai anh đến đón em nha. Anh mà không đến em bắt đền anh đấy. Chắc là đang yêu đương với thằng nào rồi. Sáng hôm sau. Bố ơi, con đi học đây ạ. Đúng rồi, mình đã có cách. Phải làm cho ra nhẽ thôi. Không được, phải chuẩn bị mau mới được. Bảo bối đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Đội thêm bộ tóc này vào nữa. Ây chết, lòng đách quên chưa nhổ. Dao cạo râu đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Đã xong. Ui ui, ai mà xinh thế nhờ. Con yêu, bố đến đây. Ngày gọi tia nắng long lanh trên hàng mi, chờ nụ cười tươi lung. Ôi trời ơi. Ôi ạ. Thôi chết rồi, tóc rơi ra rồi. Cái gì thế này? Đồ biến thái, khiếp chết được. Chết, không được để ai thấy bộ dạng này. Ôi, kia rồi. Anh, kệ hiền. Ra sớm sao không gọi anh ra đón. Đợi anh có mà đến mù quýt, em tự đi vậy.
dám chọc anh à? Chọc anh này. Ê đừng. Ôi dồi ôi, có lẽ nào bố hãy để con được yêu thương và chăm sóc con gái bố trọn đời nha. Không, không được. Con xin thông báo bố có cháu ngoại rồi. Cái gì? Cháu ngoại á? Bố chúc mừng bọn con đi. Không thể như thế được. Cô! Hả? Tiếng gì vậy? Ê chê, trốn mau, không bọn nó phát hiện. Chắc chúng ta nghe nhầm á. Thôi, đi thôi em, không muộn rồi. À, anh đợi em chút nha, em vào đây mua đồ. Ừ, em cứ đi đi. Tiếng gì vậy nhỉ? Lại đây. Nhanh lên nào. Lại gần đây. Ngậm cái mồm lại. Này bà mày cho mày biết tay. Này bổ này. Bổ này. Ui, có người đến. Dám dụ dỗ con gái tao. Hai đứa nó đi đâu rồi? Chúng nó vừa nãy còn ở đây cơ mà. Này, làm gì thập thò ở đây thế? Dạ, ông bình tĩnh, không có gì đâu ạ. Cút mau. Ngày hôm sau. Em vào đây đi, mọi thứ được chuẩn bị xong hết rồi. Con bé vào trong rồi. Cái gì thế này? Là nhà nghỉ à? Không xong rồi. Đâu, đâu rồi? Cái hiền đâu? Mở cửa ra. À, dạ. À, cửa gì mà chắc thế? À, dạ. À, ai thế? Mày, sao mày dám dụ dỗ con gái ông hả? Cái thằng trời đánh này, mày đã làm gì nó rồi? Hả? Cái thằng bố này. Ây à, bỏ ra, khó thở quá. Mày nói mau. Ây à, chồng mặt quá. Chính ông là người đã đánh tôi hôm nọ. Này tự đến chui đầu vào rõ à? Là tao đây. Mày với con gái tao đã làm gì rồi? Con gái à? Vậy là sao? Bố, bố nói gì vậy ạ? Hiền, con dám lừa bố đi học, vào đây yêu đương với thằng này à? Không, không phải thế đâu ạ. Bác hiểu nhầm rồi. Đúng thế, anh hiểu nhầm bọn trẻ rồi đây. Là chúng nó đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho anh đấy. Anh chưa biết gì đã đánh con trai tôi. Con có sao không? Con không sao ạ. Tôi không tin đâu. Bao nhiêu chỗ, tại sao lại tổ chức trong nhà nghỉ? Nhà tôi kinh doanh nhà nghỉ, chúng nó vào đây bàn bạc không được à? Đúng rồi ạ. À, Linh, mang vào đây cho chú. Đây, ông xem, chúng nó còn lên cả kịch bản sinh nhật trong đây này. Hóa ra là như vậy à? Tôi xin lỗi anh, là tôi hiểu nhầm bọn trẻ. Con gái, bố xin lỗi đã hiểu nhầm con, chỉ là bố quá lo lắng cho con thôi. Không sao đâu bố. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bố yêu. Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. Điểm kém thế này sao mình dám nói với bố mẹ chứ? À, môi của mình sao đen đuổi, nói tiếp đen đuổi vậy chứ? Cô đi đi. Hả? Anh đừng như vậy mà. Bỏ tay ra. Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là trò chơi của tôi thôi. Đồ khốn! Hay gì trò chơi này? Sao tôi? Trời ơi! Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Mình biết sống sao đây? Tiếng gì vậy? Thiên linh linh, địa linh linh. Sao ông ta lại ngồi ở chỗ đó? Nhìn cái bộ dạng này thật là đáng ngờ. Chắc lại là lừa đảo siêu cấp đây. Tốt nhất không nên dây vào. Ấy khoan, ta nhìn thấy đám mây đen bao quanh ngươi. Tôi không tin. Cô vừa bị người yêu bỏ đúng không? Đúng rồi. Bonus thêm bài kiểm tra điểm kém.
đúng không? Hả? Sao ông ta lại biết hay vậy? Có chuyện gì mà ta không biết chứ? Một lát nữa thôi, ở chỗ này sẽ xảy ra một vụ tai nạn. Nani? Tai nạn á? Làm gì có ai ở đây chứ? Cả cái con đường không có nổi một bóng người thì tai nạn bằng niềm tin nè. Thầy chỉ giỏi chém gió. Tránh đường! Thầy lừa con nít à? Tránh ra! Ôi không! Ôi da! Cái mùi gì vậy? Ôi mẹ ơi! Thầy! Thầy ơi! Sao? Đã tin ta chưa? Con tin rồi ạ! À? Sao ở đây âm u thế nhỉ? Wow, ảo ma Canada luôn. Nhìn cũng chuyên nghiệp đấy. Nhiều khói quá. Tắt quạt đi. Sư phụ bảo tắt quạt kìa. Ủa, gì vậy? Đi đi. Vâng, 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 vâng. Ngáo à, lượn đi hiểu chưa? Ngươi cần phải giải đen đi. Chăm sự nhờ thầy, thầy hãy giúp con à. What? Như này nghĩa là sao ạ? Nhìn thì sáng sủa mà sao chậm hiểu thế? Thấy cái gì đây không? À, không ngờ mình cũng nặng mùi thế nha. Con gửi thầy ạ. À. Ghét cái thái độ thế chứ. Thầy ơi, thầy à. Oh my god. Chù chòa mạ ơi. Thầy nhớ là phải giúp con bằng được đấy nhé. Đây, của thầy tất. Wow. Tiền bạc thì phân minh, ái tình phải dứt khoát. Úi trời ơi, con còn đang là học sinh, làm gì có nhiều tiền chứ. Cả gia sản của con đấy. Thôi được rồi. Bật chế độ bay lên. 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 Bay lên. Dừng nha. Mệt quá đi mất. Đây sẽ là phương thuốc bí truyền dành cho ngươi. Thiên giang giang, địa giang giang. Gì vậy nhỉ? Đừng nói là giống trên phim nha. Uống cốc nước này đi. Con á? Chứ còn ai? Hết rồi à? Vậy là mình tin tưởng đúng người rồi. Điểm tam xinh đẹp của mình. Ý. Khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. Chẳng nhẽ mình gặp biến thái. Vé số đề, mua vé số đi cháu ơi. Ôi trời ơi, cứ tưởng là biến thái. Cháu không mua đâu. Ây, mua đi mà, mua đi mà. Ê, mua cho chú đi. Không mua. Trời ạ, à, cháu đã bảo là cháu không mua rồi còn gì. Có những người lại chê giàu cơ đây. Mua đi, biết đâu may mắn trúng số thì sao? Nếu đúng như lời của ông thầy bói nói thì biết đâu vận may của mình tới nhỉ. Bán cho cháu một tờ. Ok luôn. Vé của cháu đây. Bye bye cháu gái. Bye bye bác trai nha. Không biết mình có trúng không nhỉ. Quả đây rồi. Cái gì đây? Mình có nhìn nhầm không? 7-7-4-4-1-7. Trùng kết quả rồi. Yeah.
không thì bà. Dừng tay, con đi luôn đi. Wow, tiền. Chỗ tiền này là em thưởng cho thầy đó. Mai em có bài kiểm tra, thầy có nước không? Cho em xin cái nước thần hôm trước nhé. Nhớ mai trước khi làm bài thì mang ra uống nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Ngày hôm sau, không có ai để ý cả. Nước thần, hãy giúp ta vượt qua bài kiểm tra lần này. À, kinh quá, phiền này. Bài kiểm tra của mình phải được điểm 10. Không có gì đâu, các cậu quay lên đi. A few moments later. Các cậu ơi, tớ được 10 điểm thật rồi này. Thật là vui quá đi mơ. Hiền ơi, tỉnh dậy đi con. Hiền ơi là Hiền. À, đây là đâu? À, vậy là mơ à? Mẹ ơi, sao con lại ở đây vậy? Bác sĩ bảo con bị ngộ độc thực phẩm vì thứ nước bẩn mà tên đạo sĩ đưa cho con. Ngộ độc à? Trời ạ, vậy nên thầy bói kia là lừa đảo à? Ui giời, hóa ra tất cả chỉ là lừa đảo. Từ nay phải tự học thôi. Đây cũng là một bài học cho con. Từ nay phải cố gắng bằng chính khả năng của mình con nhé. Mẹ đi răng, con chăm ngoan ở nhà. Ý à, con gặp cái chỗ con hát. Con bé đang làm gì mà yêu đời thế nha. Ôi, ôi, ôi. Thôi xong. Ui, lâu nhà kiểu gì mà ướt thế này. Dạ. Mặt của tôi. Hạnh, ở nhà quét dọn giặt đồ nấu cơm đi. Còn phải chả cái. Mình cứ như là con ghẻ, làm hết tất cả việc nhà để con cám Tú nó đi chơi. Ăn cơm thôi. Anh Tú, cơm vẫn. Cái gì đấy? Cơm rồi, mình đi chơi thôi. Hạnh, xới cơm đi con. Bố. Đấy, bố xem, con gái rượu của bố cắm cơm mà quên không ấn nút kìa. Anh Tướng. Bố cứu con. Đấy, bố xem, nó còn định đánh con nữa kìa. Xem anh chạy đi đâu. Hạnh. Dạ. Bố đánh nó đi, cho nó một trận đi. Lần sau cho nó chưa. Đứng lại mau. Sao 3 ngày lại có sao thế này? Xem nào. Ái da, này con nuôi được điểm A cộng cơ á. Không làm bố mẹ quý em hơn đâu. Em không phải con nuôi, em là con của bố mẹ. Còn đẻ à? Mày về xem lại ảnh gia đình đi, xem có giống bố mẹ không. Có mà nhặt ở bãi rác về. Leo leo, cái đồ nhặt ở bãi rác. Đứng lại. Thôi quá. Cái gì đây? Yêu ơi, kinh quá. Là bảng điểm của anh Tú. Để rồi xem. Hạnh. Ơi, muộn rồi, con còn ở đây làm gì vậy? Hả? Ôi thôi chết, bức ảnh gia đình bị vỡ rồi. Hạnh, sao con lúc nào cũng phá phách nghịch ngợm vậy? Suốt ngày chỉ lo chơi, không làm ăn được gì cả. Con có để bố được yên không hả? Mọi vấn đề lúc nào cũng là con. Về phòng ngay cho bố. Chắc mình không phải là con ruột của bố mẹ rồi, nên lúc nào bố cũng mắng mình như vậy. Vậy bố mẹ ruột của mình đang ở đâu? Mình phải đi tìm bố mẹ ruột thôi. Tạm biệt bố mẹ, con đi đây, ký tên con của bố mẹ. Đi thôi. Này, đi đâu thế?
mới sáng sớm, mày đi đâu đấy? Em đi đâu kệ em, không phải việc của anh. Đây đang xuất khỏi cái nhà này luôn nhé. Ủa, con này định đi thật à? Ơ, đợi anh với. Mày đi như thế này không sợ trộm chó nó bắt mất à? Anh cứ mặc kệ em. Ơ, lọ gì thế này? Liệu có vàng bên trong không anh nhỉ? Ê, cái giống gì thế này? Ai biết? Ta xin tự giới thiệu, ta là thần đèn. Đẹp trai, không phải ma đâu. Thần đèn ư? Trông lạ thế nhờ. Cái gì đấy? Nope. Lòng chân hơi nhạt. Đau quá. Chúng mày làm cái gì đấy? Thằng phá ke rồi. Năm 2022 rồi, không dễ lừa anh đâu bé ơi. Này thì lừa này. Anh Tướng, anh có sao không? Tao thèm đùa với chúng mày à. Chúng mày có một điều ước, ước nhanh lên để tao còn đi. Sao lại một à, không phải ba? Mắc im Việt Nam, chỉ có thế thôi. Mày có không thì bảo. Thôi thôi được rồi, để tự ước. Tôi ước là tôi sẽ được quay trở về quá khứ để xem tôi có phải là con ruột của bố mẹ không. Được, đây chính là chiếc đồng hồ. Trông như hàng Shopee ấy nha. Đừng coi thường, đây chính là chiếc đồng hồ thời gian đấy. Đồng hồ thời gian á? Để xem nào. Nó đang quay ngược lại kìa. Ôi, ôi. À, đây là đâu? Ơ, à, mẹ kìa. Đi đi xem sao. Ai bỏ con ở đây thế này? Mang về nuôi cho thằng Tú nó có người bắt nạt. Mẹ đi vào trong mất rồi. Em là do mẹ nhặt được à. Anh tránh ra, anh không phải là anh của em. Tao quên mất, cái đồng hồ kia bị hỏng rồi. Cái này mới xài được nè. Đổi lại đi. Thế là hàng pha ke à? Sao không tới sớm? Nhưng này. Thần đèn gì toàn xài đồ dẫm. Thì cũng phải có thần đèn dis, thần đèn đát chứ. Yên tâm, lần này không sao đâu. Đi đi. Để em thử cho. Có người phụ nữ lạ trước cửa nhà mình kìa. Con gái yêu, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ không thể nuôi con được. Có khi nào đấy là mẹ em không? Khéo đứa bé trong cái giỏ là em thật đấy. Mẹ! Mẹ ơi! Quên mất, mình chưa nhấn chuông. Không, mẹ đừng đi. Mẹ! Sao lại thế này? Mẹ đừng đi mà. Anh Tú, mẹ em bỏ em rồi. Thôi không sao, đừng khóc nữa. Cái gì thế này? Một con mèo ư? Hóa ra em là mèo à. Mèo 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 mèo. Anh mau tua thời gian đi, em không biết đâu. Thôi được rồi. Mẹ ơi. Có chuyện gì vậy con? Con có phải con của mẹ không? Sao anh Tú cứ nói con được nhặt ở thùng rác về vậy à? Con là do mẹ sinh ra, làm sao có thể nhặt được một cô gái vừa đáng yêu lại vừa giống mẹ thế này cơ chứ. Đi thôi con. Vâng ạ. Thì ra là vậy. Mẹ ơi. Bây giờ đã hết thắc mắc rồi chứ? Cũng tại anh hay trêu em. Điều ước xong rồi, giờ ta đi đây. Sao lại không được thế này? Làm lại. Sao vậy nhỉ? Ông đang làm cái gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy thần đèn đi bộ bao giờ à? Con gái, con đang ở đâu? Bố. Hai đứa về rồi à? Hạnh, con có biết bố lo cho con thế nào không? Con xin lỗi. Bố xin lỗi con là do bố đã quá khắt khe với con.
Thật là cảm động quá đi mà. Bố ơi, đây là bảng điểm của anh Tú. Cái gì thế này? Tú! Dạ, con đây ạ. Cây roi của bố đâu rồi? Đây ạ. Đứng lại. Em chờ ngày này lâu rồi. Đáng đời. Thằng Tú nó đang làm gì vậy nhỉ? Để xem nào. Chết dạ, báo động đỏ. Là mẹ. Máy tính không bật. Tuấn nó đang ngủ thật sao? Đố mẹ bắt được con đấy. Mẹ giống như cái lốp xe của mình vậy. Hơi non. Chơi tiếp nào. Tuấn. Mẹ. Núi này cao còn cái núi kia cao hơn. Mẹ đẻ ra con đấy con ạ. À, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. À, mày có đi ngủ hay không thì bảo. Dạ, con ngủ ngay đi ạ. À, nhìn cái gì, nhắm mắt lại ngủ đi, đừng để mẹ bắt được lần nữa, là đừng có trách mẹ. A few moments later. Giờ này chắc mẹ còn lâu mới thức được. Chơi tiếp nào. Yeah, thắng rồi. Không biết còn gì ăn không nhỉ, đói quá. Đúng là có tuổi rồi, đêm cứ dậy 2-3 lần thế này. Hả, chẳng lẽ là trộm? Mày vào nhà bà là sai lầm rồi đấy. Chết mày này, dám vào nhà bà. Mẹ ơi, con đây mà. U là trời, nửa đêm nửa hôm mày làm gì thăm thò thế? Mặt mũi mày sao thế kìa? Mày đã chơi game chứ gì hả con? Ôi giời ơi, kết quả học tập của mày dạo này kém lắm đấy con à. Ôi, đau mẹ ơi. Mày mà không thay đổi nhá, cho mày nghỉ học ra ngoài tự nuôi thân. Khoan, đi làm á mẹ. Đánh giày đi. Ơ, kia chẳng phải là thằng Tuấn lớp mình sao? Chụp ảnh nó lại. Đừng chụp tao. Không, con không muốn đi làm đâu mẹ ơi. Liệu cái thần hồn đấy. Còn cái chả cái. Này, người anh em, làm sao mà mặt buồn thối vậy? Hôm qua tao chơi game bị mẹ tao phát hiện. Tuấn như vớ được đồng minh, liền kể hết cho Tuấn nghe về sự cố với mẹ tối hôm qua. Vậy á, có vẻ căng thật. Mày có cách gì giúp tao đi, chứ nếu như mẹ tao nói, tao chết chắc. Không, tao không giúp được gì đâu. Đi mà, không giúp được á. Thế này đã giúp được chưa? Thế nào? Đồng ý. Lần nào cũng phải để dùng tới biện pháp này. Đi nhanh lên mày. Hoàng ơi, em có thằng bạn hôm nay dắt qua chỗ anh để anh dạy nó vài bài cơ bắp đi. Thằng em cứ tin vào anh, đàn ông con trai phải có tí cơ bắp nó mới ngon. Đi lại đây nào, lên xà như chú ấy xem nào. Cũng là cưng càng già càng cay. Thôi thôi anh ơi, em không làm được đâu. Không làm được cũng phải làm, đi nhanh lên. Ôi mẹ ơi, mẹ quá. Cái mông của tôi. Đứng lên em đi. Mới có tí kêu ca cái gì. Không thể cố được nữa rồi. Mình phải chuồn đi trước khi anh ấy phát hiện mới được. Kìa, đi đâu đấy? Không muốn làm đàn ông nữa à? Tốn. Sao đấy? Tao mệt quá. Ở kìa, Tốn. Kế hoạch 2 sẽ là kiếm bạn gái cho Tốn. Bạn gái á? Chuyện này. Nhìn cái gì mà nhìn? Ui, đàn bà là những niềm đau, không có ai là gu tao. Cái đấy, mày không phải lo. Ok. Anh ấy đẹp trai quá. Em ấy thật là đáng yêu. Em cảm ơn anh nhé. Để đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Tự nhiên được khen, thích thế. Em ấy đúng chuẩn gu của mình rồi. Em tên gì? Em tên Linh à. Nhà em gần khu này à. Mình làm thế này không biết có nhanh quá không nhỉ?
Nói tiếp đi chứ. Mùi gần vào đây, anh nói thích em mà anh định chạy à? Anh tự nhiên anh đau bụng quá. Anh phải đi giải quyết cái đã. Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa nha. Ôi, tình yêu đích thực của mình đây rồi. Bữa nào chơi ông đây? Tụ, sao lại là mày? Hôm qua mày đã hứa gì với tao mà hôm nay vẫn đâm đầu vào đây ngồi hả? Ừ nha. Tại sao tao không bỏ được em nha? Mày phải tìm ra đam mê thật sự của bản thân. Đam mê á? À, tao nghĩ ra rồi. Cảm ơn mày nhé. Wow, đầy rồi. Mình sẽ nấu ăn thật ngon. Chắc Tú sẽ thích lắm đây. Nào, Umbalasimo, Umbala. Xin mời. Cái gì thế này? Ăn đi, phải tin tưởng bạn bè chứ. Cầu trời là không sao. Giết tao hả? Mình phải làm bằng được mới thôi. Lần này sẽ khiến Tú phục sát đất luôn. Cuối cùng cũng xong rồi. Đồ ăn đến rồi đây. Thêm tí hành cho nó chuất nha. Hả? Mùi cũng thơm đấy. Nhưng mà thôi, tao không ăn nữa đâu. Ăn đi, đảm bảo lần này sẽ không làm mày thất vọng. Lần cuối đi nha. Ơ? Ngon, ngon mày ạ. Mày nói thật á? Tao thành công rồi. Yeah, cảm ơn mày, tao đã tìm được chân ái rồi. Một thời gian sau, lúc này Tuấn đã trở thành một đầu bếp có tiếng tăm. Cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống và đam mê mới của mình.